Bây giờ mình đang di chuyển ra Nha Trang nha mọi người. Đây là đang đi trên quốc lộ 1A nè mọi người. Đây gần gần tới Phan Rang Tháp Chàm nha mọi người. Cảnh ở đây nhìn quá đã luôn. Ở đây là mình cũng mới đi lần đầu tiên ra ngoài ngoài đây nha mọi người. Một bên tay phải là biển nha mọi người, tay trái là những cái vách núi nha mọi người nè. Đó, bên tay phải của mình. Đây phía bên này nhìn ra là nó biển nhấp nhô đó đâu. Quá trời đẹp. Mọi người đây nè mọi người, mình đi du lịch Nha Trang mình đi bằng chiếc xe tải này nha mọi người. Đây mình đang đậu đây để mình quay cái bãi biển nè mọi người. Ở bên này là cái đèo nè mọi người, trên này là vách đá đó mọi người. Đó, mình đi bằng chiếc xe tải nhỏ này nha mọi người. Còn ở dưới đây là
dưới bãi biển á mọi người. Mà xa xa dưới kia có chiếc ghe cào á mọi người, ta chạy đi đi cào á.